tục gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh về các kỳ bầu cử Quốc hội đã diễn ra. Trong chuyên mục Ngày này năm xưa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 9. Quốc hội khóa 9 được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, trong đó Quốc hội có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thể chế hóa cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000, do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng đề ra. Hoạt động của Quốc hội khóa 9 đã góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới sâu sắc và toàn diện, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Công tác lập hiến, lập pháp tiếp tục được cải thiện với việc thông qua 39 luật và bộ luật, 41 pháp lệnh, trong đó có luật tổ chức chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật tổ chức tòa án nhân dân, luật thương mại, pháp lệnh về thuế và nhà đất. Có thể nói là Quốc hội khóa 9 từ năm 1992 đến năm 1997 là một cái giai đoạn của thời kỳ nâng cao cái sự phát triển về cái công cuộc đổi mới của đất nước. Và khi đó đấy thì Quốc hội nêu cao cái tinh thần là dân biết dân bàn và nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội vì dân và xây dựng cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Thì có thể nói là đó là một cái thời kỳ mà chúng ta bắt đầu khẳng định hình thành cái khái niệm về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thể hiện trong nghị quyết, và bắt đầu các văn kiện của Quốc hội, luật pháp của Quốc hội bắt đầu định hướng đi sâu vào cái hướng phát triển kinh tế nhưng gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, và đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội. Quốc hội khóa 9 đã ưu tiên ban hành các văn bản cần thiết nhằm thiết lập hệ thống chính sách nhất quán, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế với vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, góp phần đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, trong đó có việc đổi mới chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả nhằm mục tiêu thúc đẩy sản xuất, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng tích lũy để tạo vốn đầu tư phát triển. Cái nội dung này nó cũng là tạo nên một động lực mới để tập hợp cái sức mạnh mới trong cái điều kiện mới mà cũng là phù hợp với cái xu thế chung của thế giới. Quốc hội khóa 9 đã bầu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Kết thúc nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh đã nêu rõ, cùng với toàn Đảng, toàn dân, các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Quốc hội đã không ngừng phấn đấu, góp phần quan trọng vào những thành tựu đạt được sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 7 của Đảng và 10 năm đổi mới của đất nước ta.